Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Hãy dành ra 20 phút mỗi ngày để cùng chúng tôi cập nhật những tin nóng hổi trong suốt 24 giờ vừa qua. Nóng, hơn 25.000 F0 đang điều trị, Hà Nội có bao nhiêu ca COVID-19 chuyển nặng? Khẩn, Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 tại nhà, nơi chờ hướng dẫn, nơi gõ cửa từng nhà. Bức xúc, người dân ở Bình Định phải trả tiền test COVID-19 mới được trích vaccine. Nhờ đâu thành phố Hồ Chí Minh có thể kéo giảm được dịch bùng phát? Các nhà khoa học từ Nam Phi báo tin vui về biến thể Omicron. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Nóng, hơn 25.000 F0 đang điều trị, Hà Nội có bao nhiêu ca COVID-19 chuyển nặng? Thưa quý vị, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 45.432 ca mắc COVID-19, trong đó có 15.888 ca tại cộng đồng, 24.006 ca trong khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú, 5.227 ca tại khu phong tỏa, 98 ca nhập cảnh, 213 ca mắc tại các bệnh viện trước ngày 30 tháng 9. Cộng dồn đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 45.672 ca mắc, trong đó ghi nhận 16.009 ca tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, 24.025 ca mắc tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú, 5.227 ca tại khu phong tỏa, khu ổ dịch cũ, 198 ca nhập cảnh và 213 ca mắc tại các bệnh viện trước ngày 30 tháng 9. Từ khi thực hiện chiến lược thích ứng COVID-19 ngày 11 tháng 10, thủ đô ghi nhận 41.125 ca mắc, trung bình 520 ca một ngày, trong đó 14.569 ca cộng đồng, 35,42%, 22.089 ca tại khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú, 53,71%, 4.425 ca tại khu phong tỏa, 10,75%, 42 ca nhập cảnh, 0,12%. Cộng dồn số F1 ghi nhận từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 86.618 trường hợp. Các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện thành phố có 76 điểm phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 29 tháng 12, Hà Nội đang điều trị cho 25.217 bệnh nhân. Trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 115 người, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 205 người. Tại các bệnh viện của thành phố 2.426 người, cơ sở thu dung điều trị thành phố 2.271 người, cơ sở thu dung quận, huyện 5.195 người. Theo dõi cách ly tại nhà 15.005 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đã điều trị khỏi là 26.677 người, số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 231 người. Theo số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Hà Nội hiện có 1.600 bệnh nhân ở mức độ trung bình, 273 bệnh nhân nặng nguy kịch. Trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch có 229 trường hợp phải thở oxy mask, gọng kính, 18 trường hợp thở oxy dòng cao HFNC, 8 trường hợp thở máy không xâm lấn, 17 trường hợp thở máy xâm lấn, 1 trường hợp phải lọc máu. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Hà Nội đã ghi nhận 143 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 tại nhà, nơi chờ hướng dẫn, nơi gõ cửa từng nhà. Thưa quý vị, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, hiện quận đang triển khai kế hoạch, rà soát và hoàn thiện danh sách tiêm tại nhà cho đối tượng nguy cơ cao. Trên địa bàn quận có hơn 1.000 người dân nằm trong nhóm nguy cơ cao này, chủ yếu là người cao tuổi bị hạn chế khả năng di chuyển, bại liệt. Quận vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của CDC Hà Nội về hướng dẫn tiêm tại nhà. Đây là quy trình chuyên môn xử lý cấp cứu tại nhà nếu có trường hợp xấu xảy ra. Vì vậy, quận chờ CDC có hướng dẫn cụ thể thì sẽ tiêm ngay. Ông Tuấn cho biết hiện quận vẫn đang tiêm theo hình thức là động viên những người cao tuổi có xe lăn đi ra điểm tiêm chủng tại ngõ. Quận đang lập những điểm tiêm tại các ngõ nhỏ, 4 đến 5 người tiêm. Tiêm ở phạm vi như vậy thì sẽ tập trung hơn, dễ dàng theo dõi, giảm được nhân viên y tế. Nếu một ekip tiêm chủng đầy đủ tại nhà cần ít nhất 3 người, gồm một bác sĩ đi cùng hai điều dưỡng, chưa kể cần bố trí thêm một xe cấp cứu, dự phòng những trường hợp tai biến sau tiêm. Nếu tiêm tại nhà, ít nhất mỗi người sẽ mất 1 tiếng gồm quá trình di chuyển, thăm khám, theo dõi sau tiêm. Mỗi lọ vaccine có 7 đến 8 liều và thời gian bảo quản tối đa là 6 tiếng từ khi mở nắp. Trong một ngày cũng chỉ thực hiện tiêm chủng cho một vài trường hợp. Như vậy, khấu hao vaccine sẽ rất lớn, chưa kể là thiết bị mang theo nhiều cũng gây khó khăn như dụng cụ vô khuẩn, bình oxy, phích bảo quản vaccine, cáng vận chuyển.
Hiện quận đang huy động thêm khoảng 10 ekip nữa từ các bệnh viện tư nhân để hỗ trợ tiêm nhanh hơn. Nếu có sự hỗ trợ của 10 ekip như vậy, chỉ khoảng 10 ngày là tiêm hết cho nhóm nguy cơ cao của quận. Khó khăn mình có thể khắc phục được nhưng phải có quy trình cụ thể theo hướng dẫn của CDC. Khi có hướng dẫn cụ thể, chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai theo đúng chỉ đạo, gấp rút tiêm cho nhóm nguy cơ cao này. Còn tại quận Hoàng Mai, ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận cho biết, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12, quận đã triển khai tiêm tại nhà cho nhóm nguy cơ cao là những người cao tuổi có bệnh lý nền và không có khả năng di chuyển đến điểm tiêm chủng. Các cơ sở y tế địa phương đã rà soát và đến từng nhà để thuyết phục, động viên nhóm nguy cơ cao này tiêm chủng. Khi được sự chấp thuận từ gia đình và người được tiêm chủng, nhân viên y tế mới tiến hành tiêm. Khó khăn lớn nhất là lực lượng nhân viên y tế có hạn, tuy nhiên chúng tôi có thể khắc phục được. Với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị như đoàn thanh niên, tổ dân phố, chúng tôi cố gắng sắp xếp khoanh vùng những đối tượng tiêm gần nhau để tận dụng tối đa thời gian di chuyển, thời gian lưu trữ vaccine. Trao đổi với báo chí, ông Đào Xuân Long, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cho biết, hiện huyện chưa triển khai tiêm chủng tại nhà cho người có nguy cơ cao. Hiện nay vaccine được cấp sắp hết hạn nên huyện vẫn đang triển khai tiêm vaccine tập trung. Khi tiêm đủ liều cơ bản cho người dân mới tiến hành rà soát lại để tiêm cho các đối tượng chưa đến tiêm chủng để tiến hành tiêm vét. Bức xúc, người dân ở Bình Định phải trả tiền test COVID-19 mới được trích vaccine. Thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền địa phương chiều ngày 29 tháng 12, người dân ở phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn đến các phòng khám tư nhân, cơ sở y tế để test COVID-19 trước khi tiêm mũi thứ 3 vaccine Abdala Cuba. Từ sáng cùng ngày, hàng trăm người dân đã đến trạm y tế phường Hoài Xuân test COVID-19 với giá là 100.000 đồng một mẫu gộp 2 người. Một người dân 49 tuổi ở phường Bồng Sơn cho biết, chúng tôi nghe loa phường phải đi test trước khi tiêm vaccine nên thực hiện theo chứ chẳng ai nói nguyện vọng hay bắt buộc gì. Mình phải đi test chứ không sợ chính quyền không cho tiêm thì lo lắm. Có rất nhiều người già, người nghèo ở đây không có tiền để đi test nhưng không dám nói ra rồi trốn không đi tiêm. Trước phản ánh của người dân, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khẳng định tỉnh không hề có chủ trương và không khuyến khích vận động người dân test COVID-19 trước khi tiêm phòng vaccine. Sở Y tế tỉnh cũng cho biết, chủ trương này của Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn không hề có trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh hay tham mưu của sở. Ngay trong chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh đã có yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn dừng ngay việc thực hiện test tầm soát trước khi tiêm phòng vaccine COVID-19. Ngày 30 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định phải dừng ngay việc test COVID-19 trước khi tiêm vaccine theo thông tin phản ánh. Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cũng đã báo cáo sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng ngày, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định xác nhận Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn nhắc nhở trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã này cần chỉ đạo dừng, không thông báo người dân phải đi test COVID-19 trước khi tiêm vaccine. Việc làm này là sai, không đúng. Trước đây, tỉnh cũng đã nhiều lần có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc. Qua đây, chúng tôi đã chỉ đạo nhắc nhở để địa phương rút kinh nghiệm, ông Lâm Hải Giang cho hay. Ông Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn khẳng định, chủ trương trên theo tinh thần khuyến khích người dân tự nguyện đi test COVID chứ không hề bắt buộc. Tuy vậy, ông Thảo cũng nhìn nhận, cách thực hiện của cấp dưới có xu hướng tạo ra áp lực khiến người dân hiểu lầm. Việc này chúng tôi sẽ quán triệt lại để người dân nắm bắt. Nhờ đâu thành phố Hồ Chí Minh có thể kéo giảm được dịch bùng phát? Thưa quý vị, trong hàng loạt chiến lược phòng chống dịch COVID-19 mà thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong thời gian vừa qua, cách ly điều trị và chăm sóc F0 tại nhà có thể nói là một sáng kiến quan trọng giúp thành phố Hồ Chí Minh giảm tải cho hệ thống y tế, từ đó mở ra cơ hội chủ động triển khai nhiều biện pháp căn cơ để kiểm soát dịch COVID-19. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao nhiều địa phương trên cả nước hiện nay cũng đang tận dụng sáng kiến này của thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch COVID-19. Sau hơn 3 tháng, số ca nhiễm COVID-19 tăng liên tục, hệ thống y tế gần như quá tải, thành phố Hồ Chí Minh quyết định triển khai thí điểm mô hình chăm sóc F0 tại nhà với bộ hướng dẫn quy trình theo dõi chăm sóc F0 tại nhà và cập nhật liên tục. Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu cung cấp túi thuốc A, B cho người dân. Tiếp đó, túi thuốc C với thuốc kháng virus Monopiravir cũng được thí điểm sử dụng có kiểm soát tại cộng đồng cho F0 triệu chứng nhẹ. Theo đó, số ca nhập viện cấp cứu giảm dần, các cơ sở cách ly và bệnh viện dã chiến giảm tải đáng kể. Tham gia chiến lược chăm sóc và điều trị F0 tại nhà, thành phố Hồ Chí Minh thành lập 327 tổ phản ứng nhanh ở các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Lực lượng tham gia tổ phản ứng nhanh có bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện quận, huyện, công an và tình nguyện viên. Cùng với đó là 5 trạm cấp cứu, vệ tinh dã chiến trải đều ở các khu vực để kịp thời tiếp cận và hỗ trợ F0 đi bệnh viện cấp cứu nếu có dấu hiệu diễn tiến nặng.
Để hỗ trợ chăm sóc và tư vấn y tế cho F0 đang điều trị tại nhà, Thành phố Hồ Chí Minh lập 525 trạm y tế lưu động với sự hỗ trợ của lực lượng quân y chi viện. Mỗi trạm có khoảng 10 người gồm nhân viên y tế và tình nguyện viên. Đây cũng là lực lượng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất. Lực lượng này kịp thời mang bình oxy, thuốc cấp cứu đến từng nhà F0, đo SPO2, test nhanh, tiếp nhận thông tin. Qua đó, F0 được chăm sóc kịp thời, phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng và đưa vào bệnh viện ngay. Trạm y tế lưu động đóng vai trò lớn trong chiến lược giảm ca nặng, giảm ca tử vong, góp phần kiểm soát đại dịch, đồng thời đặt ra vấn đề cấp bách về chính sách nâng cao năng lực y tế cơ sở, nhất là trong giai đoạn thích ứng. Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà, kiến thức chăm sóc bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh lập tổng đài tư vấn F0 từ xa 1022 với hơn 220 tư vấn viên là các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ. Qua đó, hàng chục ngàn F0 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được tư vấn hướng dẫn cách xử trí các tình huống phát sinh trong quá trình theo dõi bệnh, hỗ trợ trường hợp chuyển nặng, tư vấn tự chăm sóc về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, các loại thuốc cơ bản cần chuẩn bị và cách sử dụng. Bên cạnh đó, F0 điều trị tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh còn được hơn 7.000 bác sĩ tham gia mạng lưới thầy thuốc đồng hành, chủ động liên hệ để thăm hỏi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, đưa ra khuyến cáo theo từng mức độ như tiếp tục theo dõi tại nhà, nhập viện hay chuyển cấp cứu. Để hỗ trợ trạm y tế lưu động, Thành phố Hồ Chí Minh còn lập tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng do 312 Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn lập với nhiệm vụ chính là quản lý, theo dõi, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng, hỗ trợ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tuyên truyền về phòng chống dịch. Mỗi tổ có thể chăm sóc cho khoảng 10 đến 20 F0 tại nhà. Và gần đây nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hàng ngàn nhà thuốc tham gia cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe F0 điều trị tại nhà, đồng thời truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 và làm cầu nối giữa người F0 với các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc COVID-19 cộng đồng, trong đó có thể tham gia quản lý và cấp phát túi thuốc điều trị F0 tại nhà. Các nhà khoa học từ Nam Phi báo tin vui về biến thể Omicron. Thưa quý vị, theo nghiên cứu, các tế bào T có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công biến thể Omicron, do đó ngăn chặn hầu hết các ca nhiễm tiến triển thành bệnh nặng. Các đột biến của Omicron giúp nó trốn thoát các kháng thể, tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể chống lại nhiễm trùng. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng các thành phần khác của hệ miễn dịch vẫn nhắm vào Omicron, nhưng cho đến nay thì họ mới tìm thấy bằng chứng chứng minh điều này. Nghiên cứu vừa được công bố hôm 28 tháng 12 trên nền tảng chuyên đăng tải các nghiên cứu y khoa MedAssist. Các nhà khoa học giải thích, dù Omicron có nhiều đột biến và giảm tính nhạy cảm với kháng thể trung hòa, phần lớn phản ứng của tế bào T có được nhờ tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh tự nhiên vẫn nhận dạng biến thể. Họ cho biết thêm, khả năng miễn dịch tốt của tế bào T đối với Omicron có thể góp phần phòng ngừa bệnh COVID-19 nặng. Nghiên cứu này củng cố điều mà các bác sĩ Nam Phi đã nghi ngờ ban đầu khi hầu hết bệnh nhân nhiễm Omicron không bị bệnh nặng. Mới đây, một nhà dịch tễ học hàng đầu người Anh cũng nhận định rằng Omicron không còn là căn bệnh giống như trước. Omicron được mệnh danh là biến thể siêu đột biến vì nó có tới hơn 30 đột biến ở protein gai của virus, lần đầu tiên được xác định bởi Nam Phi và Botswana vào tháng 11. Hiện biến thể này chiếm 58% các trường hợp được giải trình gen ở Mỹ, trong khi Delta chiếm khoảng 41% các trường hợp, theo CDC. Dữ liệu từ Nam Phi và Vương quốc Anh chỉ ra rằng người nhiễm Omicron không bị bệnh nặng như biến thể Delta. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh phát hiện ra rằng những người bị nhiễm Omicron ít phải nhập viện hơn 50-70%. Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện ra những người bị nhiễm Omicron ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn 70%. Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu cảnh báo không nên đưa ra kết luận sớm từ những dữ liệu sơ bộ này vì việc tiêm chủng và từng nhiễm COVID-19 có thể ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu.